Thực hiện kế hoạch số 103 ngày 3 tháng 7 năm 2018 của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình về hỗ trợ dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ứng phó với già hóa dân số, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hoạt động tuyên truyền tư vấn về chăm sóc sức khỏe dự phòng cho người cao tuổi, thử nghiệm mô hình dự phòng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại địa bàn thí điểm theo kinh nghiệm của Nhật Bản và có thể nhân rộng ra địa bàn cả nước sau khi dự án kết thúc. Tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, gần 100 người cao tuổi của phường đã được thạc sĩ bác sĩ Hoàng Phương Nam, giảng viên bộ môn lão khoa trường Đại học Y Hà Nội, bác sĩ khoa cấp cứu và đột quỵ Bệnh viện Lão khoa Trung ương chia sẻ các nội dung về chăm sóc thể chất, chế độ dinh dưỡng, chế độ tập luyện, chăm sóc tinh thần, bệnh tăng huyết áp, tai biến mạch máu não, bệnh rối loạn chuyển hóa, bệnh đái tháo đường. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung video. Mục tiêu dự phòng ở người cao tuổi, mình cần nắm mục tiêu dự phòng. Có sao không nắm mục tiêu dự phòng này để đi làm tốt thì các bạn có cuộc sống rất là khỏe mạnh, được đăng kiến, được là khỏe. Cơ số này thì có thể ba con có thể dự phòng được, tăng tỷ lệ ăn nhiều, tập luyện, mà thậm chí là cần một sử dụng một cái liều thuốc rất là nhỏ. Hai là phòng các cái tai nạn sinh hoạt mà có thể gặp trong quá trình mình đi lại này, mình di chuyển này, mình tập luyện này, mình có thể rất dễ gặp những cái tai nạn sinh hoạt này. Phòng hồi chứng dễ bị tổn thương, khái niệm này là một khái niệm rất là mới và chỉ có các bác sĩ chuyên ngành lão khoa, tức là chuyên chăm sóc sức khỏe cho các ông, các bà mới nắm được cái khái niệm này. Còn ở các bác sĩ, ví dụ như là cũng là các bác sĩ nhưng mà điều trị cho các cái lứa tuổi là trung niên hoặc là lứa tuổi là thanh thiếu niên thì ít khi quan tâm đến cái vấn đề này. Và tiếp theo nữa là một cái phòng các cái biến chứng do thầy thuốc gây nên. Cái này mặc dù là mình hoàn toàn không mong muốn nhưng trên thực tế thì có ạ. Bởi vì là đặt trong một số những cái trường hợp là các ông bà đi khám ở rất nhiều bác sĩ khác nhau. Mà cháu biết rằng là nhiều lúc người già mình ấy thì hay có cái sự lo, tức là rất là lo âu. Và nếu như mình mắc một cái bệnh lý gì đấy, mình rất muốn là được tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia và nhiều bác sĩ. Thế nhưng mà cái việc đấy nó cũng sẽ ảnh hưởng không một phần không tốt. Nếu như trong trường hợp là mỗi một chuyên gia thì sẽ có một cái nhìn nhận khác nhau trong cùng một cái vấn đề. Nếu như có người thì đánh giá tương đối là nhẹ nhàng cái vấn đề đấy, có người thì đánh giá nặng. Hoặc là cái việc sử dụng thuốc nó quá tích cực ở người già cũng không tốt. Mặc dù là việc điều trị tăng huyết áp là tốt chẳng hạn, nhưng nếu như ở người già mình hạ huyết áp quá là sâu mà với cái mục tiêu giống như là người trẻ thì lại gây ra những cái hiệu quả không tốt. Nên là cái này là các ông bà sẽ rất là khó đánh giá được, bởi vì mình không có chuyên môn đúng không ạ? Mình sẽ không biết là thì lúc nào là mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái biến chứng này. Nhưng mà cháu sẽ chia sẻ với các ông bà làm sao để mình tránh được cái vấn đề đấy ngay từ đầu. Và cái vấn đề thứ năm là phòng các vấn đề về tâm lý xã hội. Về phân nhóm người cao tuổi ấy, thì người cao tuổi được phân làm 3 nhóm. Hôm trước cháu đã chia sẻ rồi, về lứa tuổi thì sẽ là lứa tuổi từ 60 đến 70 là tuổi trẻ ở trong nhóm lão khoa, từ 70 đến 80 mới gọi là trung niên trong lứa tuổi lão khoa và 80 mới gọi là người già. Thế nhưng đây là phân nhóm theo khía cạnh khác, tức là khía cạnh về việc là mắc bệnh. Thì nhóm đầu tiên là người cao tuổi khỏe mạnh, có ít hoặc là không có các cái bệnh lý mãn tính, và các người cao tuổi này thì hoàn toàn độc lập về hoạt động chức năng, bệnh nhân có thể tự sinh hoạt đúng không ạ, không bị phụ thuộc vào bất cứ sự chăm sóc của một cá nhân nào hay một tập thể nào. Tiếp theo là nhóm người cao tuổi bị bệnh mãn tính, có thể điều trị nhưng không khỏi được. Bệnh lý mãn tính giống như là các cụ bị đau xương ấy ạ, bị loãng xương, nó là bệnh lý mãn tính. Có thể là thoái hóa khớp là bệnh lý hoàn toàn mãn tính. Mình có thể là điều trị dự phòng, phòng ngừa này làm chậm cái tình trạng lão hóa đi, nhưng mình không thể nào chữa khỏi được. Bệnh nhân này ở nhóm này thì những người cao tuổi còn độc lập về mặt chức năng hoặc là phụ thuộc vào con cháu hoặc người chăm sóc, nhưng mà rất là ít thôi. Và những nhóm này thì thường phải dùng nhiều loại thuốc và đôi khi phải nhập viện vì một cái đợt cấp, một cái đợt nặng lên của một cái bệnh lý mãn tính nào đấy. Còn ở nhóm người cao tuổi dễ bị tổn thương thì những nhóm này thì họ có rất là nhiều bệnh lý mãn tính và rất là nặng.
phụ thuộc vào chức năng, phụ thuộc vào sự chăm sóc của con cháu, dự trữ sinh lý giảm rất là nhiều. Và những nhóm này thì người cao tuổi thường xuyên phải nhập viện. Ngoài ra thì còn dễ bị mắc các cái biến chứng của bệnh này, dễ bị mắc các cái đợt cấp về bệnh lây nhiễm này, và có thể là rất là hay gặp cả cái tai nạn về sinh hoạt, ví dụ như là ngã. Các cụ rất là yếu, các cụ chỉ đi một vài bước thôi, đi vào phòng nhà vệ sinh cũng có thể là bị ngã ở trong phòng vệ sinh. Và ngã thì có thể gây ra rất nhiều các cái hậu quả khác nhau, và lát nữa cháu sẽ chia sẻ trong cái bệnh lý ngã sau ạ. Thế mục tiêu đầu tiên là mục tiêu phòng bệnh. Để phòng được bệnh, đầu tiên chúng ta phải sàng lọc bệnh lý, đúng không ạ? Mình phải biết được rằng là mình có mắc những cái bệnh lý đấy hay không. Và để mà biết được thì chỉ có một cách duy nhất là các ông bà phải đi khám bệnh. Và khám bệnh ở thời gian bao nhiêu lần một năm là tốt nhất? Khám bệnh ở đâu là tốt nhất? Mình sẽ phải cân nhắc. Các ông bà ở đấy theo cháu được biết là tất cả đều có bảo hiểm, đúng không ạ? Và bảo hiểm tuyến đầu của các ông bà là ở đâu ạ? Bệnh viện E, đúng không ạ? Nhiều viện lắm, mỗi người một bệnh viện khác nhau. Dạ, 198 viện E, bệnh viện y học thể dục thể thao, bệnh y học cổ truyền. Và mỗi bệnh viện thì sẽ có những cái ưu điểm khác nhau. Nhưng nhìn chung ấy, cháu nghĩ là vẫn những cái vấn đề mà sàng lọc này tất cả các bệnh viện đều có thể làm được. Và khuyến cáo ít nhất là một năm, tức là cứ mỗi 6 tháng sẽ các ông bà sẽ phải khám dự phòng một lần, tức là khám tầm soát các cái bệnh lý. Đấy là đặt trường hợp là mình chưa có bệnh gì cả, đúng không ạ? Và mình muốn đi tầm soát. Trong trường hợp là mình mắc một cái bệnh lý rồi thì mình sẽ có cái lịch tái khám thường xuyên theo cái lịch hẹn của bác sĩ. Ở đây cháu đưa ra một số những cái bệnh lý rất là nguy hiểm nếu như mà không được sàng lọc. Và khi mà đã được sàng lọc thì hoàn toàn có thể là ngăn ngừa được. Không thể nói là chặn được hoàn toàn, nhưng sẽ ngăn ngừa và kéo dài cái thời gian mắc bệnh của bệnh nhân ra. Ví dụ như giả sử như là bệnh nhân bị đái tháo đường ạ, cháu xin phép. Tức là giả sử các ông bà đấy có ai bị đái tháo đường không ạ? Có ai bị đái tháo đường hay là bị tăng đường huyết không ạ? Tăng đường huyết, nếu như mà đái tháo đường, nếu như mình kiểm soát đường huyết rất là tốt thì cái đường huyết nó sẽ không ảnh hưởng đến các cơ quan khác, và cái thời gian ông bà hoàn toàn có thể sinh hoạt được bình thường, không bị các biến chứng lên tim, lên mắt, lên thần, lên não. Và cái chức năng sống sẽ là được bảo tồn. Ở đây thì xin lỗi ông bà lưu ý là có cái bệnh lý là phình động mạch chủ bụng, hoàn toàn rất là dễ phát hiện trên siêu âm bụng. Đấy là lý do vì sao mà mỗi lần đi khám sàng lọc các bác sĩ sẽ cho siêu âm ổ bụng. Và theo khuyến cáo của các cái hiệp hội ở Mỹ thì người ta khuyến cáo là ít nhất là phải làm một lần vào từ lứa tuổi từ 65 cho đến 75 tuổi. Ở bệnh lý suy giảm nhận thức thì xét nghiệm rất đơn giản, là có một cái bộ test là suy giảm nhận thức. Các ông ai chỉ cần đến và làm bộ test. Ở đấy thì nếu như trong địa bàn Hà Nội ấy, thì cháu nghĩ là cái cơ quan mà làm cái sàng lọc suy giảm nhận thức này tốt thì sẽ là ở Bệnh viện Lão Khoa Trung ương. Thì có những đội chuyên gia chỉ sàng lọc, làm nhiệm vụ là sàng lọc về suy giảm nhận thức thôi, và tư vấn về suy giảm nhận thức. Còn ở các cái đơn vị viện khác, ví dụ như là viện E hay là viện y học cổ truyền, thì cháu nghĩ là sẽ có thể là sẽ thiếu mất cái bộ phận này. Về trầm cảm hoặc là rối loạn trầm cảm nặng thì sử dụng thang điểm sàng lọc trầm cảm và tần suất thì mình sẽ phải tiến hành hàng năm. Bởi vì là cháu đã chia sẻ rồi, trầm cảm là một bệnh lý rất thường gặp ở người cao tuổi. Và các ông bà thậm chí là không biết rằng là mình bị mắc trầm cảm đâu ạ. Không ai biết luôn. Thậm chí là có thái độ nghi ngờ bệnh và khẳng định rằng là ông hoặc bà không có bệnh gì hết và không bao giờ là bị mắc trầm cảm. Nhưng nếu như tất cả mọi người đều biết được rằng là mình bị trầm cảm thì cái bệnh lý này nó đã không bị bỏ sót, không dễ bị bỏ sót đến như thế. Về đái tháo đường thì xét nghiệm vô cùng đơn giản, là chỉ xét nghiệm đường máu lúc đói và đường máu sau ăn 2 giờ. Vô cùng là đơn giản. Tần suất sẽ phải làm là hàng năm ạ. Về rối loạn lipid máu thì sẽ xét nghiệm các cái bi lăng liên quan đến lipid máu, ví dụ như là LDL và HDL của huyết thanh lúc đói, hoặc có thể làm thêm triglyceride.
Theo khuyến cáo thì ít nhất cứ mỗi 5 năm một lần, và nhiều hơn nếu như bệnh nhân có những cái bệnh lý mà liên quan đến các cái bệnh lý mạch vành này, đái tháo đường, bệnh mạch máu ngoài vi, tức là ở vùng chi dưới ạ, và hoặc đã từng bị đột quỵ, tai biến mạch máu não, thì bắt buộc là cái tần suất mình sàng lọc cái rối loạn lipid máu sẽ phải thường xuyên hơn. Ở nhóm bệnh nhân, ở nhóm bệnh ngã, tức là ai ở trong hội trường này, cháu xin phép hỏi là có ai, có cụ nào đã từng bị ngã chưa? Nhiều lúc mình chỉ đi, mình bị hụt chân ấy, mình bước hụt ấy, mình đi bậc tam cấp, mình bước hụt, hoặc lúc mình đi cầu thang, mình có vẫn hơi ngã thôi. Mình có thể là chưa gây cái hậu quả gì nặng nề cả, mình chỉ bầm tím hoặc chấn thương phần mềm chút xíu thôi. Nhưng đó đều là yếu tố nguy cơ, bệnh nhân đã có ngã rồi. Chưa ai, chưa có cụ nào ở đây đã bị ngã lần nào ạ? Rồi chứ, đúng ạ, cháu nghĩ là phải có rồi chứ. Thì mình sẽ phải là đánh giá những cái chấn thương liên quan đến ngã từ năm trước. Giả sử như các ông bà, cháu chia sẻ, cháu đã từng gặp rất nhiều người già và bị một cái chấn thương rất là nhỏ, ví dụ như là bước hụt chân thôi, sau đấy là khuỵu chân và cảm thấy đi rất là đau ở cái vùng hông, vùng khung chầu này này. Hoặc là có trong, thậm chí trong người nhà cháu, chỉ tức là khi mà bước vào toilet ấy, là ngồi xuống cái toilet thì hơi bị hẫng một cái, thế là cảm thấy là hơi đau ở vùng xương cụt. Thì cứ nghĩ là rất là bình thường, bởi vì hoàn toàn vẫn đi lại được, chỉ cảm thấy hơi đau nhẹ thôi. Nhưng để lúc chụp phim lên là một cái gãy xương ở cùng cụt, tức là cái xương ở người già rất là giòn, rất là dễ gãy. Nên là nhiều lúc là mình bị gãy xương, nhưng mà gãy ở những cái phần mà nó ít chịu lực ấy, thì không phát hiện ra. Hoặc là rất là chủ quan, nghĩ là thôi nằm một vài ngày xem thế nào. Nhưng đối với một cái gãy cổ xương đùi á, rất nhiều người già là ít đi lại, thường hay rất là thích nằm ở trên giường và xem tivi. Thế là đi, chỉ đi đến lúc mà cảm thấy hơi đau ở vùng khung chầu thì vẫn tiếp tục nằm trên giường tiếp. Và ở gãy xương ở vùng cổ xương đùi ấy, thì sẽ mất một cái lượng máu rất là lớn. Sau người nhà chăm sóc thì mới thấy là bệnh nhân bầm tím hoàn toàn ở một bên khung chầu, tức là chảy rất là nhiều máu đấy, chảy hàng lít máu đấy, và người bệnh nhân nhợt nhạt đấy. Thì khi đấy mới phát hiện ra là có gì đấy bất thường mà đưa bệnh nhân vào viện. Thì khi đấy cái gãy xương đấy đã là khoảng ngày thứ 3 đến ngày thứ 4 rồi đấy, bệnh nhân còn không nhớ rõ nữa cơ. Thì khi đấy là bọn cháu sẽ phải truyền máu rất là tích cực và chăm sóc cái gãy cổ xương đùi đấy sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Thì về cái tầm soát ngã thì sẽ phải tiến hành hàng năm. Ở bệnh viện cháu thì sẽ có là các bác sĩ sẽ đánh giá cái nguy cơ ngã cho các ông bà. Giả sử làm một số những cái test mà mình có thể bây giờ mình làm về nhà ngay buổi trưa ngày hôm nay hay buổi chiều ngày hôm nay, các ông bà có thể tiến hành thử hồi cháu. Ví dụ như là mình sẽ đi trên một cái đường thẳng, một cái đường gạch mé này này, mình đi xem mình có đi thật thẳng được hay không. Mình thử đứng một chân, nâng một chân lên, đứng cả hai bên xem là mình đứng có vững không, mình có bị trong chanh hay không. Thứ hai là mình có bao giờ bị chóng mặt mà bị rối loạn tiết đình mà đã bao giờ ai được chẩn đoán là rối loạn tiết đình chưa? Ôi, rất nhiều đúng không ạ? Thì vì cái chóng mặt đấy rất là nhiều người đang đi, hoặc là các ông bà thì rất là thích đi hành hương đúng không ạ, sẽ đi đến các cái đền chùa và rất là cao. Nếu như mà việc thay đổi áp lực này, thay đổi thời tiết này và việc di chuyển mệt này, cầm thêm là cái việc mà mình đi lại trên xe cộ ấy, thì nó rất là dễ khởi phát một cái cơn chóng mặt tiền đình. Và nếu như mà mình bị ngã, tức là rất là đột ngột như thế, thì xác suất là mình sẽ đập cái vùng vai và vùng sọ não xuống những cái nền cứng, thì rất là nguy hiểm. Cho nên là hầu như ở đây cháu nghĩ là rất nhiều người đã từng bị có chóng mặt tiền đình rồi thì biết là cái mức độ chóng mặt nó rất là kinh khủng đúng không ạ? Mình hoàn toàn không kiểm soát được cái triệu chứng chóng mặt đấy. Mình chỉ có thể là ngay lập tức mình sẽ phải nằm lên giường, điều trị thuốc cho đến khi nào mà hết hẳn chóng mặt mình mới được đứng dậy và đi lại ạ. Không thì sẽ rất là nguy hiểm. Ở nhóm tăng huyết áp thì tầm soát đơn giản vô cùng, đấy là đo huyết áp ạ. Và ít nhất có 2 năm một lần với người có huyết áp dưới 130/85, và nhiều hơn đối với người có huyết áp cao hơn. Đối với nhóm béo phì và suy dinh dưỡng, cháu nhìn qua đây thì rất may là không có ai ở trong nhóm béo phì rồi, rất là may mắn đúng không ạ? Nhưng mà nhóm suy dinh dưỡng thì có ai không ạ? Có ai được đã được cái khám và đi khám và các bác sĩ nói rằng là ông bà cần phải tăng cân, tăng khối lượng cơ lên không?
Gầy quá cũng không tốt ạ, bởi vì gầy quá thì mình sẽ bị mất cái khối lượng cơ. Và khi mất cái khối lượng cơ ấy, thì cái sức cơ của mình sẽ giảm. Ví dụ như là mình hoạt động về tay này, mình đi lại, cái chắc chắn là cái sức mạnh của chi dưới của mình sẽ bị giảm. Nên là mình sẽ cố gắng là không để bị teo cơ và mất khối lượng cơ. Loãng xương ạ, đo mật độ xương thì tầm soát bằng việc là đo mật độ xương và tiến hành thì 2 năm một lần. Đối với những người mà có giảm thị lực ấy, thì phải đo thị lực bằng bảng Slenen, tức là một cái bảng thị lực đơn giản thôi. Nó giống như cái việc mà các ông bà đi khám mắt ấy, thì thấy một cái bảng thị lực, bảng chữ C, bảng chữ E, bảng chữ số, đúng không ạ? Nhìn từ khoảng cách 5 mét mình che mắt ở mỗi bên và mình sẽ đọc và mình sẽ xem là cái thị lực của mình ở mức bao nhiêu. Cái bảng Slenen thì nó đơn giản hơn, nó bé như cái lòng bàn tay thôi. Và ông bà giơ ở cái khoảng cách là rất là gần, cách một sải tay, và cũng che mắt từng bên và đọc. Thì vì cái bảng này nó rất là bé, tức là về cấu tạo nó không khác gì cái bảng thị lực mà mình hay đi khám cả, nhưng nó bé, nó rất là dễ để tầm soát cho mình. Về giảm thính lực thì sẽ phải yêu cầu được kiểm tra thính lực, tức là đo thính lực đồ và kiểm tra ít nhất là hàng năm. Đối với bệnh nhân nào hút thuốc lá, ở hội trường này thì cháu thấy ít các cái cụ ông, rất ít ạ. Nhưng mà cho cháu hỏi là ông có hút thuốc lá không ạ? Từ xưa nay ông có hút không ạ? Vâng, thế thì ông thuộc top là 1% tuyệt vời đấy ạ. Đối với những người mà có hút thuốc lá, nhưng xin thưa là mình không hút, nhưng nếu con cái mình hút, cháu trai mình hút, thì mình cũng bị hút thuốc thụ động. Đúng không ạ? Cả ông ba mà cứ thấy những đối tượng thân cần đấy hút là mình đi thật xa đó ạ. Mình có thể xua đuổi cũng được. Bảo rằng là không được hút thuốc trước mặt ông bà và bố mẹ, bởi vì như thế là gián tiếp làm cái khói thuốc thụ động nó còn độc hại hơn là khói thuốc chủ động. Tức là những người hút đấy thậm chí còn chịu ít cả cái nguy cơ hơn so với các ông bà. Thì những nhóm mà có hút thuốc lá ấy, thì phải đánh giá các cái tổn thương do hút thuốc lá bằng cách nào ạ? Ít nhất là sẽ chụp X-quang phổi hàng năm. Về bệnh tuyến giáp, suy giáp hoặc cương giáp thì phải kiểm tra hormone tuyến giáp. Đối với tuyến giáp thì cháu chia sẻ thêm. Thứ nhất là suy giáp thì rất là dễ chữa, không có vấn đề gì cả. Cương giáp cũng không khó. Thực sự đối với bệnh tuyến giáp ạ, cương giáp thì không khó. Những cái bướu giáp đa nhân, mình các ông ba thử sờ lên cổ của mình xem là thấy cái vùng tuyến giáp của mình nó có to ra không, sờ xem là nó có những cái vùng nó nổi cứng lên hay không. Nếu có thấy là đợt này mình buồn chán bất thường, hoặc là mình cảm thấy rằng là tim đập nhanh này, lúc nào cũng hồi hộp này, sau là hay bị rất là người hay bị bốc hỏa, hay bị nóng này, hay bị vã mồ hôi, người khác xung quanh thì đang còn mặc áo mỏng tức là đang mặc áo ấm chẳng hạn, mình bắt buộc là mình phải cởi áo ra, mình mặc áo rất là mỏng vào mùa đông chẳng hạn, thì hết sức cẩn thận là mình sẽ phải tầm soát cả cái hormone giáp. Suy giáp dễ chữa, cường giáp không khó, và thậm chí là ung thư tuyến giáp ạ. Ung thư tuyến giáp là một, có những nhóm ung thư trong nhóm tuyến giáp thì thuộc về nhóm ung thư rất dễ chữa, tỷ lệ sống trên 15 năm lên đến khoảng 90% cơ. Nhá. Cho nên là cái việc tầm soát tuyến giáp, nếu như đi khám các bác sĩ đề xuất các ông bà đi siêu âm tuyến giáp và làm chức năng giáp thì mình hoàn toàn vui vẻ để mình làm, bởi vì cái tác dụng sẽ rất là tốt. Đây là những cái khuyến cáo về sàng lọc ung thư. Đối với ung thư vú là một trong những ung thư rất thường gặp ở phụ nữ, và rất buồn ấy, ở Việt Nam mình thì lại tỷ lệ phát hiện rất là muộn. Bây giờ làm sao để phát hiện sớm? Một là đi khám chắc chắn rồi ạ, là phải chụp vú. Chụp mammography vú nó rất là đơn giản, nó giống như mình chụp phim ngực thôi, không có gì khó cả, rất đơn giản. Còn hai là mình sẽ phải làm gì ạ? Mình sẽ hàng tháng mình sẽ sờ tay lên vùng ngực của mình và sờ xem là có cái hạch hay cái u nào bất thường hay không. Nếu như cái hạch cái u đấy mà nó cứng lên và nó di động rất là ít thì mình phải hết sức là cẩn thận. Cái việc này ở nước ngoài á, cái việc mà tầm soát và khám ra ung thư vú hầu như là do bệnh nhân tự phát hiện ra, bởi vì người ta có ý thức về việc là tầm soát và sàng lọc ung thư vú. Có những ngày cả thế giới tuyên truyền, đúng không ạ? Có ngày là hội ung thư vú toàn thế giới, những ngày đấy là những ngày người ta tuyên truyền những cái thông tin để giúp cho phụ nữ nâng cao cái năng lực mà phát hiện bệnh và bảo vệ bản thân. Thế cháu nghĩ các ông bà, các bà hoàn toàn có thể làm được. Đối với ung thư tử cung mà hoặc cổ tử cung
thì sẽ có xét nghiệm 35 phiến đồ âm đạo. Cái này thì bắt buộc phải đến viện ạ. Bắt buộc phải đến viện. Còn đợi đến lúc mà mình có những cái triệu chứng giống như kiểu là mình sẽ chảy máu chẳng hạn, ra máu âm đạo ấy, thì khi đấy thì cái triệu chứng nó thường là tương đối muộn rồi. Còn cái việc đi khám thì sẽ phát hiện phiến đồ âm đạo. Khuyến cáo đối với nhóm người trẻ tuổi, tức là cháu chia sẻ ở đây, nhưng cả ông bà hoàn toàn có thể dùng cái kiến thức này để chia sẻ về cho con cháu của mình. Đúng ạ, trong nhà mình nếu như có con gái đúng không, trên 30 tuổi rồi là phải khuyến cáo con ơi, hàng năm con phải đi làm phiến đồ âm đạo. Một trong những cái vô cùng là đơn giản, nhưng nếu phát hiện ra sớm thì mình chỉ cần cắt khoét cái chỏm của cái cổ tử cung thôi, đơn giản lắm ạ. Nó không phải là để lại cái hậu quả gì nặng nề lắm. Nên là mình cũng có thể là đưa cái kiến thức này về cho gia đình mình. Và làm phiến đồ âm đạo thì khuyến cáo là ít nhất là mỗi 3 năm một lần. Tất nhiên là làm hàng năm thì lại càng tốt đúng không ạ? Về ung thư đại tràng, cái này thì rất hay gặp ở người già. Rất hay gặp. Và thường khi gặp ấy, thì thường ở trong cái bệnh cảnh rất là nặng rồi. Đấy là bệnh cảnh cái khối u của đại tràng nó rất là lớn. Nó chen vào trong cái lòng của đại tràng, làm cho cái việc lưu thông phân, tức là cả cái chất bã của cơ thể nó không lưu thông được, và dẫn đến là thường là phát hiện trong bệnh cảnh của tắc ruột. Đúng không ạ? Thì người già mình thì nhiều lúc là rất hay bị táo bón, khoảng 3 đến 5 ngày không đi vệ sinh, nhiều lúc cũng nghĩ đấy là chuyện bình thường. Sau khi nào mới thấy bụng rất là đau này, sau trường căng lên này, thì không thể đi vệ sinh, không thể đánh hơi được, thì khi đấy mới nhập viện. Và trong nhập viện đó, cái bệnh cảnh đấy thường là sẽ rất là nặng, bởi vì là sẽ có thêm các triệu chứng của nhiễm độc, của nhiễm trùng đường ruột. Thứ hai nữa là có thể có suy kiệt, bởi vì là nhiễm trùng nó sẽ kéo theo việc mất protein rất là nhiều. Và cái việc phẫu thuật thì lại rất là khó khăn, bởi vì ngoài mình phẫu thuật cái đoạn mà đoạn ruột bị hoại tử do tắc ruột đi, thì mình sẽ phải cắt cái khối u đại tràng nữa. Và cái việc mà phẫu thuật mà không có sự chuẩn bị như thế, tức là phẫu thuật cấp cứu như thế, nó sẽ nhiều nguy cơ hơn là việc phẫu thuật có chuẩn bị. Thì ung thư đại tràng tầm soát bằng cách nào ạ? Thứ nhất là cách đơn giản nhất là tìm hồng cầu trong phân. Đấy, lúc mình đi khám mình có thể yêu cầu là được xét nghiệm tìm hồng cầu trong phân. Thứ hai là soi trực tràng ống mềm và soi đại tràng. Đối với soi tìm hồng cầu trong phân thì phải tìm hàng năm. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái khối u ở trong lòng đại tràng thường là sẽ có nguy cơ khả năng là sẽ xuất huyết, tức là chảy rỉ máu, nhưng rỉ rất là ít thôi. Và mình soi thì mình mới tìm thấy hồng cầu, chứ mình không thấy được rằng là chảy máu ồ ạt, hoặc là cái phân mình là phân máu hoặc phân màu đỏ tươi đâu ạ. Nếu như thế thì nhiều lúc thấy phân màu đỏ tươi còn tốt hơn là việc mà tìm thấy hồng cầu này. Thứ hai là soi trực tràng ống mềm thì mình sẽ làm 5 năm một lần, còn soi đại tràng thì ít nhất là 10 năm một lần. Thì ở đây các ông bà đã ai soi đại tràng chưa? Chắc là có bạn đúng không ạ? Mọi người thường hãy soi với cái mục đích ấy là tôi ăn thức ăn, tôi hay thấy là phải hay bị tiêu chảy, tức là rất là nhạy cảm về việc ăn uống đồ ăn, và nghĩ rằng là bị viêm đại tràng và đi soi vì lý do đấy. Nhưng mà ít người là đi soi để mà sàng lọc ung thư. Về ung thư tiền liệt tuyến, cái này thì chỉ dành riêng cho các ông thôi ạ, bởi vì là ở các bà thì không có cái tiền liệt tuyến này. Ở các ông thì phi đại tiền liệt tuyến thì rất thường gặp, 10 cụ thì phải để là 8 cụ là bị phi đại tiền liệt tuyến lành tính. Nhưng cái tỷ lệ gặp ung thư tiền liệt tuyến cũng không nhỏ, cho nên là mình sẽ phải tầm soát bằng cách là gặp bác sĩ. Các bác sĩ sẽ cho thăm trực tràng và thử cái xét nghiệm PSA đây này, tức là một cái xét nghiệm, một cái marker để đánh giá xem có nguy cơ cao bị ung thư tiền liệt tuyến không. Nếu mà PSA cao ấy thì sẽ được sinh thiết tiền liệt tuyến và làm chẩn đoán xác định ạ. Về ung thư phổi thì cách đơn giản nhất là chụp X quang ngực và tiến hành hàng năm. Về bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch, ví dụ như là bệnh mạch vành hoặc là tai biến mạch máu não, thì dự phòng đơn giản nhất là dùng thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, và thuốc thường dùng nhất và rẻ tiêm nhất, hiệu quả nhất là nhóm thuốc aspirin. Không biết là đã có cụ nào đã được bác sĩ kê aspirin chưa? Hy vọng là chưa, bởi vì nếu mà được kê aspirin thì chứng tỏ là bệnh nhân phải có thuộc nhóm nguy cơ cao bệnh lý mạch vành, hoặc là đã từng bị tai biến mạch máu não trước đấy. Đối với việc cúm ạ, thì dự phòng bằng vaccine. Cháu xin khuyến cáo các cụ là sắp tới là tháng 10 là bắt đầu vào mùa cúm. Mình ở người già ấy, nếu mà bị mắc cúm sẽ nặng nề hơn người trẻ rất là nhiều. Và dự phòng thì mình có thể dự phòng được phần nào, tức là cúm thì rất là nhiều thể,
mình không thể nào tiêm phòng hết được. Và cúm thì sẽ chuyển biến theo các năm, nhưng ít nhất là các cụ nếu tiêm phòng cúm ấy, cháu nghĩ là sẽ phải tránh được khoảng 70% các cái đợt dễ bị mắc cúm ở trong một cái mùa đấy. Cho đơn giản nhất là hãy đi ra trung tâm tiêm chủng và tiêm một mũi cúm vào tháng 10 này. Cứ coi như tháng 10 là tháng đẹp để mình đi dự phòng bệnh đi ạ. Thì mình sẽ việc đầu tiên là mình đi tiêm phòng cúm cho cháu, đỡ cúm. Nhiều người là bị cúm sẽ dẫn đến là những cái đợt bồi nhiễm viêm phổi kéo dài và sẽ làm cho sức khỏe suy sụp rất là nhanh. Ở người già ấy, nhiều lúc là bình thường thì đáng khỏe mạnh như thế này thôi ạ. Nhưng nếu mắc một cái đợt bệnh cấp tính thì sẽ bị làm sao? Thì nó sẽ khởi phát một chuỗi những cái quy trình làm cho cơ thể mình nó mất hết cái khả năng bảo vệ cơ thể. Đầu tiên là phổi bì nó sẽ dẫn đến là có thể là uống thuốc làm tăng men gan, rồi là làm giảm hiệu quả của hoặc là việc dùng kháng sinh thì sẽ làm mất các cái vi khuẩn lợi có lợi trong đường ruột, lại làm bệnh nhân bị tiêu chảy. Tức là nó sẽ là một cái vòng xoắn bệnh lý từ một cái triệu chứng ban đầu thôi. Đối với cái cúm, cháu nghĩ là mình hoàn toàn mình xứng đáng nên đi tiêm phòng cúm hàng năm nhá. Về nhiễm trùng do phế cầu thì cũng có thể tiêm phòng được bằng vaccine. Và tiêm phòng do phế cầu ấy thì sự tiêm ít nhất là tiêm một lần ở tuổi 65. Còn bây giờ mình cao tuổi hơn mình có được tiêm không ạ? Vẫn được ạ. Về uốn ván thì dự phòng bằng vaccine và tiêm mỗi 10 năm. Về uốn ván ấy thì cái câu chuyện là tất nhiên là cả ông bà ở đấy thì không ai phải làm ruồng cả, đúng không ạ? Cháu nghĩ là cả ông bà tự nhiên là vào tuổi nghỉ hưu rồi này, ở đấy thì chắc cũng chẳng có ruồng để mình làm. Và rất là ít khi là mình tiếp xúc với những cái ví dụ như rỉ sắt hoặc là những cái vùng mà có nguy cơ cao của lây nhiễm uốn ván. Tuy nhiên thì cái uốn ván nó lại không phải là khó gặp đến mức như thế. Cháu đã từng gặp một cụ chỉ bị cái răm đấm vào tay thôi. Tức là chỉ bị răm đấm vào tay thôi. Và sau đấy thì không lấy ra được mà nó mưng mủ. Và khoảng 2 tuần sau thì khởi phát bởi một cơn uốn ván. Mà khi uốn ván ấy thì nó là một cấp cứu thực sự. Không dễ điều trị đâu ạ. Bệnh nhân sẽ uốn cắm như một con tôm. Lưng và cổ căng và cứng đến mức là hoàn toàn là bệnh nhân sẽ không thở được. Bởi vì là toàn bộ cái khối cơ vùng cổ, vùng ngực sẽ không theo cái chỉ hoạt động của mình. Bệnh nhân sẽ được đặt ống nội khí quản vào phổi để mà hỗ trợ hô hấp, sẽ dùng thuốc rất là khó khăn. Nhưng mà tất cả khởi phát chỉ vì một lần là bị nhiễm trùng. Nhiều lúc các cụ cũng thế thôi, ví dụ như là chạm vào cái hàng rào ấy có gì sắt cũ ấy, hoặc là những cái chất gì đấy mình xước tay xước chân, mình nghĩ đơn giản là không, mình không muốn đi tiêm vì những cái chuyện đấy, đúng không ạ? Chả ai đi tiêm vì những cái chuyện đấy cả. Thế nhưng mà mình có thể dự phòng, ít nhất là mình hãy chủ động. Ví dụ cái đợt mình đi tiêm phòng cúm này thì mình sẽ tiêm phòng luôn là tiêm phòng uốn ván. Về phòng bệnh ấy, về mục tiêu 1, mục tiêu phòng bệnh của mình thì sẽ có 3 cấp: phòng bệnh cấp 1, phòng bệnh cấp 2 và phòng bệnh cấp 3. Phòng bệnh cấp 1 là can thiệp trước khi bệnh khởi phát, làm giảm hoặc loại trừ các yếu tố nguy cơ. Ví dụ như là mình dự phòng bệnh tai biến mạch máu não thì bằng cách nào ạ? Bằng cách là tập thể dục cũng là một cách, nó hoàn toàn là một cách dự phòng. Hoặc là kiểm soát tốt huyết áp, hoặc là kiểm soát đường huyết. Tức là cái đấy sẽ là phòng bệnh cấp 1 của tai biến mạch máu não. Ví dụ phòng bệnh cấp 2 thì đã phát hiện ra bệnh rồi và điều trị bệnh ở giai đoạn sớm, làm hạn chế tiến triển và giảm chức năng và nguy cơ tử vong. Thì nhóm này thường là tốt nhất ở các cái nhóm bệnh mà liên quan đến là bệnh lý ung thư, đúng không ạ? Mình phát hiện càng sớm càng tốt. Chứ nói về dự phòng ung thư thực ra rất là khó. Các ông mà biết là bây giờ mình chẳng biết dự phòng ung thư bằng cách nào. Người ta cứ bảo rằng là ăn những cái thứ độc hại vào cái thời đại này thì dễ bị ung thư. Nhưng mình đâu có thể không ăn được, đúng không ạ? Nếu mà không ăn thì mình sẽ chết vì suy dinh dưỡng trước cơ. Nên là mục tiêu của mình là phát hiện và điều trị bệnh giai đoạn sớm. Đối với phòng bệnh cấp 3 thì khi đã có những bệnh lý mãn tính thì cần kiểm soát một cách tích cực và để ngăn chặn việc giảm chức năng. Mục tiêu 2 của chúng ta là sẽ phải dự phòng tình trạng dễ bị tổn thương. Và tình trạng dễ bị tổn thương được định nghĩa là sự giảm sút về mặt sinh lý ạ. Giảm sút về mặt sinh lý làm cho người già dễ bị tan phế cho những cái stress rất là nhỏ. Như cháu đã chia sẻ là nhiều lúc cái việc khởi phát là có một cụ già chỉ bị tiêu chảy thôi. Tức là ăn uống và những cái chất không tốt, chẳng hạn ăn hải sản bị ôi, bị thiếu gì đấy, khởi phát bởi một cái tiêu chảy. Sau cái tiêu chảy đấy kiểm soát không tốt làm cho bệnh nhân bị mất nước. Mất nước dẫn đến là sốc do giảm thể tích trong cơ thể.
Và cái điều trị sốc thì nó rất là phức tạp, dẫn đến là bệnh nhân bị suy tim cấp. Các biểu hiện chính là của cái tình trạng dễ bị tổn thương là mệt, sút cân, giảm khối lượng cơ. Tức là mình có thể, nếu như bệnh nhân năm ngoái là mình cân nặng khác mà năm nay mình bị giảm cân nhiều thì hết sức là lưu ý. Thứ hai là nhìn thấy những cái cơ bắp của mình bị teo đi nhiều ấy, thì các ông bà để ý giúp cháu, bởi vì sẽ tăng cái nguy cơ ông bà mắc phải cái hội chứng dễ bị tổn thương này. Và không dung nạp được khi mà luyện tập, rất là hay ngã, làm hạn chế vận động, tiểu tiện không tự chủ và mất ổn định của các cái bệnh mãn tính. Tức là giả sử mình đang có bệnh mãn tính gì đấy thì ngày xưa mình uống một viên thuốc đấy thôi là đường huyết đã tốt rồi chẳng hạn, uống một viên thuốc huyết áp đấy thôi thì đã kiểm soát được huyết áp rồi, thì bây giờ càng ngày việc mình uống thuốc nó sẽ không được ổn định và có thể dễ có những cơn tăng hà đường huyết hoặc là tăng hà huyết áp nữa. Và để phòng tránh và làm giảm nguy cơ tình trạng dễ bị tổn thương thì cần thường xuyên luyện tập và áp dụng các cái chế độ ăn khỏe mạnh. Đấy là khuyến cáo về dinh dưỡng và luyện tập. Biện pháp đầu tiên là các bài tập aerobic và đi bộ nhanh. Ví dụ như là đi bộ nhanh sẽ có tác dụng rất là tốt lên các điều, tức là lên hệ tim mạch của các ông bà. Thì cháu khuyến cáo rằng là ở đây cháu biết là các cụ ở trong hồi có hồi khiêu vũ không ạ? Đúng không ạ? Có hồi dưỡng sinh, cháu biết là có hồi dưỡng sinh này. Có hồi nào chơi cầu lông ạ? Có ông bà nào chơi cầu lông không hay là đi bơi? Bản chất của sự luyện tập là một cái hình thức luyện tập nào đã rất là tốt rồi, đúng không ạ? Các ông bà cháu nghĩ là cách hay chọn nhất là đi bộ, đúng không? Vì nó thứ nhất là nó giảm stress này, đi bộ thì có thể nói chuyện với nhau được này. Sau này là đi ra ngoài môi trường sống, đúng không? Xung quanh thì thấy cây cối hoa lá thì mình sẽ thấy vui hơn, được hít thở không khí trong lành. Sau cái chi phí cho cái việc tập luyện nó cũng rất là ít. Đi bộ là một trong những cái biện pháp thực hiện rất là tốt. Nhưng cháu khuyến cáo rằng nếu như để tốt nhất ạ, thì các ông bà phải làm gì? Nên phối hợp các cái hình thức tập luyện với nhau. Không nên là suốt 10 năm mình chỉ đi bộ thôi. Muốn tốt hơn nữa mình sẽ có những cái bài tập, ví dụ như bài tập đối kháng chẳng hạn. Đúng không? Mình mua những cái tạ rất là nhỏ, tạ 1 cân, tạ 1,5 cân thôi, rất là nhỏ. Thì cái việc tập mà tăng cái lực đối kháng và tăng sức nặng đấy sẽ làm tăng cái sức mạnh của cơ bắp của mình rất là nhiều. Còn việc đi bộ nó sẽ tốt cho tim mạch này, tốt cho lưu thông máu này, tốt cho chuyển hóa và tốt cho đường tiêu hóa. Đấy. Thì khuyến cáo rằng là các ông bà nên phối hợp các cái bài tập. Ví dụ như đây là bài tập đầu tiên, khuyến cáo là các bài tập ví dụ như đi bộ nhanh. Thì tập trong ít nhất là 20 phút và đạt 50-70% nhịp tim tối đa và ít nhất là 3 lần một tuần. Thì sẽ giảm nguy cơ tim mạch này, duy trì và tăng cường mật độ xương. Đối với các bài tập trọng lượng, tức là có sức cản ấy, có sức cản, thì mình chỉ cần tập những cái bài tập rất là nhỏ và một tuần thì tập khoảng 2 buổi và tập tốt cho các nhóm cơ. Đúng không? Cái này thì làm duy trì và tăng cường mật độ xương, tăng sức mạnh cơ bắp. Các bài tập mềm dẻo thì cách đơn giản nhất là mình tập ở nhà là mình gì ạ? Mình uốn người thôi, đúng không ạ? Các cụ ba thì có thể là tập lắc vòng, đúng không ạ? Hoặc là mình uốn người, mình giãn cơ làm sao để mềm dẻo các cái cơ bắp. Hoặc là tốt nhất là tham gia một cái câu lạc bộ khiêu vũ thì rất là tuyệt vời, vì có thêm tác dụng tốt của âm nhạc. Khi mình vừa khiêu vũ, mình có bàn nhảy, mình có âm nhạc thì sẽ làm cho mình giảm cái stress rất là nhiều và giảm cái nguy cơ mắc trầm cảm ở người già vô cùng là tốt. Cho nên là nếu như mà ở phường Xuân Phương chưa có câu lạc bộ khiêu vũ thì hãy tổ chức đi ạ. Cháu nghĩ là các ông bà nên mời thầy đến và tổ chức, rất là tuyệt vời. Thì các bài tập mềm dẻo này thì ít nhất là 15 giây với mỗi động tác duỗi cho mỗi nhóm cơ và nó sẽ làm giảm nguy cơ chấn thương. Các bài tập về thăng bằng như là khiêu vũ này, tập tái chi tức là tập thái cực quyền và vật lý trị liệu thì ít nhất 3 lần một tuần thì sẽ dự phòng được ngã. Cái chế độ ăn giảm đấy là về dinh dưỡng ạ. Về dinh dưỡng để dự phòng hội chứng dễ bị tổn thương, mình sẽ dinh dưỡng bằng cách nào? Thứ nhất là chế độ ăn giảm mỡ, thế sẽ giảm được nguy cơ tim mạch. Thứ hai là chế độ ăn hạn chế muối và ít nhất là theo khuyến cáo thì khoảng chỉ tầm 2-4 gram một ngày thôi. Gram muối thì nó rất là bé. Các ông bà hình dung về mình thử cầm hai cái ngón tay của mình ấy, thế là mình nhúng một cái nhúng muối rất là nhỏ thì tầm đấy là cái tầm mà mình ăn trong cả ngày thôi. Đấy là cái cách mà đo lường đơn giản nhất. Tất nhiên mình sẽ có cân tiểu lý hay gì đấy, nhưng mình chỉ đơn giản nhất là mình cầm ngón tay của mình túm lấy một nhúng muối, xác định đấy là tất cả lượng muối mình được ăn trong một ngày.
Chế độ ăn giàu canxi và bổ sung canxi thì bằng cách là duy trì thì tăng cường mật độ xương bằng cách là uống sữa, ăn các cái hải sản và các cái loại chất có vỏ, ví dụ như là cua và ốc, đúng không ạ? Chế độ ăn rau chất xơ thì tốt nhất là ăn nhiều rau, nhiều hoa quả và ngũ cốc. Thì phòng đối với ăn chế độ ăn rau chất xơ ạ, cháu xin chia sẻ là sẽ là giúp phòng tránh được ung thư đại tràng đấy ạ. Ung thư đại tràng và có tác dụng tốt với việc hạ lipid máu. Uống rượu thì ở mức độ vừa phải. Ở các cái khuyến cáo của hội tim mạch học châu Âu ấy, người ta đã còn quy định rõ là một ngày có thể được uống bao nhiêu rượu. Tức là không đến mức rằng là mình không được chạm vào một giọt rượu. Nhưng nếu mà mình uống ở cái lượng vừa phải thì ví dụ như rượu vang đỏ chẳng hạn, một ngày uống khoảng một ly thì sẽ làm tốt thêm cho hệ tim mạch, vì trong rượu vang có những cái chất mà chống oxy hóa. Đối với rượu nặng như rượu của ở Việt Nam mình ấy, gọi là rượu nấu đúng không ạ, khoảng 37-40 độ gì đấy, thì tối đa một ngày chỉ uống một chén hạt mít thôi, cái chén nhỏ đấy, thì là liều lượng được cho phép và được chấp nhận. Ăn đủ lượng axit béo và axit nó thì một số loài cá, đặc biệt là các loài cá biển hoặc là rau thực vật, thì sẽ giảm các nguy cơ mắc các bệnh tim mạch rất là nhiều. Thế nên là trong bữa ăn cả ông bà hãy bổ sung thêm các cái bữa ăn có các chất như là cá biển, đúng không ạ? Về biện pháp thay đổi lối sống ấy thì mình sẽ phải làm gì? Đối với nhóm bệnh nhân tim mạch rồi thì phải ngừng hút thuốc ngay, phải giảm cân nặng, phải giảm mỡ, giảm axit béo và tăng cường các bài tập aerobic. Đối với nhóm bệnh nhân mắc đã phát hiện ung thư. Ung thư có phải là án tử không ạ? Nếu mà mình nghe hỏi thăm nhau là ông A, bà B bị bệnh ung thư thì trong đầu các ông bà sẽ nghĩ là chắc chắn là bệnh nhân này sẽ chết. Nhưng không phải ạ. Cái tùy vào cái thái độ tiếp nhận và cái vấn đề, cái giai đoạn của bệnh nhân. Có những trường hợp cháu đã chia sẻ rồi, sống 15 năm, 20 năm nữa khỏe mạnh là chuyện rất bình thường. Cho nên là đối với ung thư, mình sẽ phải làm gì để dự phòng được ung thư? Thì là tăng cường các bài tập aerobic này, ngừng hút thuốc lá này, giảm mỡ bão hòa và giảm axit béo, hạn chế các cái thực phẩm mặn và hun khói, rất là hạn chế nhá. Ví dụ như là Tết cháu thấy là mọi người rất hay mua những cái thực phẩm, ví dụ như là năm ngoái thì thấy các gia đình hay rất hay biểu nhau là gà hun khói, đúng không? Đúng ạ, rồi thịt chân giò hun khói, thật ra những cái đấy không cấm hoàn toàn, nhưng mà nên hạn chế ăn những cái thực phẩm hun khói, vì rất nhiều các cái nitrate nó sẽ làm tăng cái nguy cơ ung thư đại tràng lên rất là nhiều lần. Và hạn chế tiếp xúc với tia phóng xạ và mặt trời, tức là hạn chế các cụ đều mà đi ra ngoài đường vào lúc mà trưa nắng ấy thì nên che chắn cẩn thận, có đội nón là nó là một trong những vật dụng tuyệt vời của Việt Nam mình đấy, sẽ có khả năng là cản các cái tia phóng xạ của do ảnh nắng mặt trời rất là nhiều. Đối với bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn thì bắt buộc phải ngừng hút thuốc lá. Đái tháo đường thì sẽ phải giảm cân, bệnh nhân đái tháo đường bắt buộc phải giảm cân và giảm các cái chế độ làm tăng axit béo. Tăng huyết áp thì sẽ phải hạn chế muối, giảm cân nặng và thoái hóa khớp. Thì giảm cân nặng sẽ làm giảm cái áp lực của sức nặng của cơ thể lên trên các cái khớp xương. Giả sử như mình bị đau khớp gối do thoái hóa khớp, thì các ông mà biết là nếu như mình nặng 80 cân thì cái khớp mình nó sẽ phải chịu một cái sức nặng rất là lớn. Mình chỉ 40 cân thôi thì cái khớp nó sẽ cảm thấy là nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, và cái thời gian mà bệnh nặng lên ấy sẽ được kéo dài ra, thay vì 5 năm thì có thể 10 năm sau bắt đầu khớp mới chuyển sang thoái hóa độ 2 chẳng hạn, ví dụ thế. Và vận động thể lực thì ở mức độ vừa phải, không cần phải tập các bài tập quá nặng. Về dự phòng tai nạn sinh hoạt, cái này thì thật ra mình rất là ít được quan tâm luôn đấy ạ, bởi vì mình quen về cái, các cụ có thể rằng là nếu như mình ở trong một cái ngôi nhà đấy 15 năm rồi, tức là từng cái viên gạch lát này, từng cái bậc tam cấp này, mình đều đã rất là quen. Và thậm chí là mình có cái thái độ chủ quan về cái việc đấy. Cái lúc mình 60 tuổi, thì mình thấy cái vấn đề đấy, ví dụ bậc tam cấp nó hơi cao, mình thấy không có vấn đề gì cả. Nhưng đến năm 70 tuổi, cái khả năng phản xạ, sự linh hoạt của mình bị giảm. Thì mặc dù cái ngôi nhà đấy nó rất là quen thuộc với mình nữa, nhưng nó sẽ không an toàn với mình nữa. Bây giờ cháu mong muốn rằng là các cụ hãy về nhà, hãy ngắm cái phòng của mình này, nhìn cái giường của mình này, thon nhìn cái phòng vệ sinh của mình, nhìn bóng đèn trong nhà, xem thực sự là nó có thể an toàn nhất cho mình không? Mình có thể chỉnh sửa, có thể điều chỉnh được không? Nhá, ví dụ như là
Đối với ngã, việc đầu tiên là phòng chống ngã những người có nguy cơ cao và những người đã từng bị ngã. Đây lúc nãy cháu thấy là nhiều người đã từng bị ngã rồi. Có nghĩa là mình phải có một cái thái độ nhìn nhận lại. Thứ nhất là tai nạn do lái xe này. Ở người già thì không phải là cả cụ đấy có ấy, chắc là cả cụ vẫn còn đi xe đạp đúng không ạ? Đúng không? Nhưng mà có cụ nào đi xe máy đúng không ạ? Cũng có luôn, chắc là thậm chí là con đi đón cháu đúng không ạ? Một ba đeo hai cháu nữa cơ, đúng không? Thì cái thay đổi liên quan đến tuổi tác, việc đầu tiên là cái thời gian phản ứng có thể bị chậm đi. Thứ hai là những tình trạng thường gặp ở người già, ví dụ như là thiếu hụt cảm giác an toàn hoặc là sa sút trí tuệ ở mức độ rất là nhẹ thôi. Nhiều lúc mình đi mình không nhớ đường. Cái này thì chắc là cũng hiểm, vì nếu như mà mình không nhớ đường nữa thì có thể mình không cầm vào xe nữa. Thứ hai là kiểm tra thực hành lái xe này, yêu cầu đã thắt an toàn hoặc là không được lái xe trong lúc uống rượu và dùng các nhóm thuốc tâm thần. Khi mình đã bị mất ngủ, ví dụ mình bị mất ngủ và mình đi khám mà được kê các nhóm thuốc an thần thì khuyến cáo là tuyệt đối không được lái xe nữa nhá. Ở tai nạn tai nha ấy, thì người cao tuổi có bệnh thần kinh ngoài vi. Cái này thì phải chia sẻ này. Bệnh thần kinh ngoài vi thì không biết là ai, các cụ nào có cụ nào bị mắc phải không? Nhưng mà người bị bệnh lý thần kinh ngoài vi là gì? Người ta sẽ mất dần cái cảm giác ở vùng chân và rất hay gặp ở bệnh nhân đái tháo đường. Thì khi mà mất cảm giác ở vùng chân ấy, thì các cụ đi ngoài đường vấp phải những hòn đá này, ngã này, thậm chí là chảy máu ở chân, không biết gì cả, hoàn toàn không biết. Và khi mà tối về muốn ngâm chân cho nó thư giãn ấy, thì là cứ đổ mãi thấy nước nó chẳng ấm gì cả. Thật ra là đã đổ nước sôi rồi, thậm chí bỏng cả chân rồi, lét cả chân ra cũng không biết đấy là bỏng, rất là nguy hiểm. Cho nên là đối với những người mà bị đái tháo đường thì một trong những khuyến cáo của bác sĩ là tối nào cũng phải về bỏ giày tất ra của mình ra, rửa chân bằng nước mát và kiểm tra thật kỹ xem có chai chân hay không, để xem có loét hay rách hay không. Bởi vì hoàn toàn không biết, không có cảm nhận, không có cảm giác. Cho nên là khi mà thường nhiều lúc họ phát hiện ra là đã hoại tử hoặc loét, thậm chí phải cắt cụt chân rồi. Thì thế cho nên là đối với việc này thì để đảm bảo an toàn mình phải đặt nhiệt độ của bình nước nóng là dưới 49 độ. Bây giờ thì có những cái cách là bình nóng lạnh của mình có thể đặt nhiệt độ này. Tối đa là như thế, giả sử mình có bật nóng quá lên hết cỡ thì cũng không gây bỏng được và nguy hiểm cho mình. Thứ hai là các cụ có thể yêu cầu hoặc là tự mình xuất tiền ra, chứ chắc đã cần phải yêu cầu con cháu đúng không ạ? Các cụ có quỹ đen. Thì các cụ xuất hẳn tiền ra, lắp một cái vòi á. Bây giờ có những cái vòi là người ta chằn ở cái mức là nóng nhất là chỉ 40 độ thôi. Tức là mình vặn kịch kím đó thì nó chỉ đến 40 độ thôi và mình không bị bỏng. Nhưng nếu như một thế hệ vòi cũ ấy, có thể nước, có thể các cụ xoay hẳn sang bên nóng ấy, như lúc nhầm lẫn hoặc là va chạm hay gì đấy, xoay hẳn sang bên nóng nó phải lên đến 60-70 độ và có thể gây bỏng. Đối với việc những bệnh nhân mà có sa sút trí tuệ ấy, thì sử dụng các cái thiết bị điện và ga thì rất là nguy hiểm. Và sử dụng các bộ phận báo động, báo cháy hoặc các thiết bị tự động ngắt là rất là an toàn cho gia đình. Ngoài an toàn cho mình đúng không ạ, còn an toàn cho cộng đồng dân cư nữa. Bởi vì xác định luôn là nếu như mình một nhà nào bị cháy ấy, thì xác suất là hai nhà xung quanh nó cháy theo, chứ không bao giờ chữa kịp. Bệnh nhân hoặc người chăm sóc thì phải làm cả cái trắc nghiệm về mức độ an toàn tại nhà để phát hiện các nguy cơ gây tai nạn. Cái này là cái cháu vừa chia sẻ với mọi người đấy. Thứ nhất là các cụ về ngồi trên cái giường của mình ấy. Sau là cái giường an toàn là như thế nào? Một cái giường, chiều cao của giường an toàn ấy là mình ngồi trên cái giường đấy thì mình phải buông thõng được hai chân và chạm được vào mặt đất. Tức là không kiểu ngồi với lên. Nếu như chân mình còn chưa chạm được mặt đất thì cái giường đấy chưa thực sự là an toàn. Kiểm tra cái gạch lát sàn của mình có bị trơn quá hay không, đúng không ạ? Kiểm tra cái gạch lát phòng tắm của mình có phải là gạch nhám hay không. Nếu như thực là gạch men rất là trơn thì phải hết sức cẩn thận. Những chỗ nào mà cầu thang dốc quá hoặc là cái bậc tam cấp ngoài hiên nhà của mình ấy rất là dễ bị rêu thì rất là dễ trơn, thì mình sẽ phải có những cái biện pháp gì đấy để mình dự phòng. Cái ánh sáng ở trong phòng ấy, những cái ánh sáng ở những cái vùng mà tối hoặc khuất hoặc nguy hiểm hoặc cầu thang, mình phải đảm bảo lắp những cái bóng điện đủ sáng ạ. Thì phải đảm bảo được an toàn cho mình. Về mục tiêu thứ tư là phòng các biến chứng do các thầy thuốc gây nên. Cái này khó, cái này rất là khó. Thì mình hãy gặp những trường hợp nào. Thứ nhất là bệnh nhân có nhiều bệnh mãn tính
Nhiều bệnh mãn tính sẽ dẫn đến là mỗi bệnh thì phải uống khoảng 2-3 loại thuốc khác nhau, và tổng kết lại thì sẽ phải uống rất là nhiều thuốc. Khi uống nhiều thuốc thì sẽ tăng nguy cơ là cái thuốc A này sẽ phản ứng với cái thuốc B, làm tăng hiệu quả lên hoặc là giảm hiệu quả của thuốc, làm cho cái việc dự phòng hay điều trị bệnh của mình không được tốt. Thứ hai là việc nhiều bác sĩ khác nhau khám cũng cho ra nhiều ý kiến chuyên môn khác nhau, cũng dễ bị ảnh hưởng. Sử dụng nhiều thuốc và cho thuốc không đúng bệnh với bệnh. Chỉ định nhập viện sai. Ví dụ như là các cụ bị ho và bị sốt có biểu hiện của một cái viêm phổi rất là nhẹ. Nhưng nếu như bác sĩ đánh giá sai tình huống đấy và bác sĩ cho nhập viện điều trị, mà nhập viện thì sẽ tăng nguy cơ là bị lây nhiễm các cái bệnh lý khác của những người xung quanh, những cái bệnh lý nhiễm trùng khác của người xung quanh, và làm cho mình bị nặng nề hơn, bị gọi là bị lây nhiễm chéo đấy ạ. Thì có thể là một số chỉ định nhập viện sai sẽ dẫn đến nguy cơ cho người bệnh. Hoặc là ngược lại, tức là không tiên lượng đủ đúng chính xác tình trạng bệnh của bệnh nhân. Giả sử như các cụ đáng lẽ xứng đáng phải nhập viện để điều trị ngay, thì lại bảo rằng là bác có thể điều trị ngoài trú. Và lúc điều trị ngoài trú thì mình không theo dõi được sát sao, mình không biết được lại làm cho bệnh nhân bị nặng hơn, và đến lúc quay lại trở lại bệnh viện thì đã ở mức độ nặng hơn rất là nhiều so với việc là ngày đầu tiên đến khám rồi. Và nguy cơ do các can thiệp xâm lấn gây ra, cái này thì bắt buộc thôi. Cái này thì giả sử và các cụ có cái sỏi thận, sỏi tiết niệu và cần phải can thiệp để lấy sỏi ra, sau can thiệp thì có thể có những cái biến chứng xảy ra. Cái đấy là biến chứng của quá trình điều trị, nhiều lúc là mình cũng rất là khó để tránh, phòng tránh. Thì để phòng tránh được thì mình sẽ làm gì? Thứ nhất là mình sẽ quản lý các cái ca bệnh, khuyến cáo với các ông các bà là nên theo dõi ở một bác sĩ. Giống như ở nước ngoài ấy, tất cả đều có bác sĩ gia đình, và bác sĩ gia đình đấy nắm rõ tình trạng bệnh của bệnh nhân đấy, có thể theo dõi cho bác sĩ của bệnh nhân đấy 10 năm rồi, 5 năm rồi, thì người ta sẽ dễ dàng biết rằng là cái đợt này bệnh nhân này có cái gì đấy bất thường, và sẽ làm những cái thăm khám nó sâu hơn. Còn nếu việc là cứ lâu lâu lại đi khám một bác sĩ khác nhau, sau lại đến một bệnh viện khác để khám, thì cái việc toàn bộ quá trình bệnh sử của mình sẽ không được theo dõi sát sao đâu ạ. Tư vấn dược lâm sàng là trong trường hợp bệnh nhân phải uống rất là nhiều thuốc thì phải có thêm sự tư vấn của các chuyên gia dược. Những chuyên gia dược này là dược lâm sàng, tức là những người làm dược và tiếp xúc thường xuyên với các ca bệnh lâm sàng, chứ không phải là những dược sĩ ở bán thuốc ở các cái phòng bán thuốc đâu ạ. Tuyệt đối không bao giờ được ra hiệu thuốc và bảo rằng là bà bị đau đầu cho bà mấy viên thuốc đau đầu, bà bị đau lưng cho bà mấy viên thuốc đau lưng. Các dược sĩ mà ở các cái phòng bán thuốc thì sẽ không có đủ kiến thức về lâm sàng, và thứ hai là không có các cái biện pháp để mà đánh giá bệnh, không thể cho thuốc một cách chính xác và xác đáng cho bệnh nhân được. Cháu xin chia sẻ thế này, đơn giản thôi. Nếu như các cụ đau lưng, họ sẽ cho các cụ uống paracetamol chẳng hạn, tức là một cái thuốc giảm đau. Nhưng nếu như các cụ đấy có tăng men gan sẵn rồi thì sẽ làm cho bệnh nhân bị tăng men gan rất là cao và có thể gây hủy gan. Rất là đơn giản như thế, nhưng nếu như mà mình không thể nào mà đi mua thuốc một cách tự do ở các nhà thuốc được. Thứ hai là nên đến các đơn vị chăm sóc người cao tuổi chuyên biệt. Ví dụ như là ở Hà Nội mình thì sẽ có Bệnh viện Lão Khoa Trung ương là cơ quan hàng đầu về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi này. Tiếp theo là sẽ đến có thể ở các cái khoa lão, bây giờ các bệnh viện đều đang mở là sẽ chuyên biệt dành riêng cho chăm sóc người cao tuổi. Ví dụ khoa lão ở Bệnh viện Đồng Đa chẳng hạn. Và các cam kết của bệnh nhân về quyền được điều trị. Cái này thì là phụ thuộc vào việc có nhiều trường hợp là bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê. Và có thể là cái hôn mê đấy hoàn toàn có thể được chữa trị và điều trị. Nhưng mà con cái bảo là bố mẹ tôi nặng lắm rồi, xin về. Thế là đánh cướp mất cả cơ hội được cứu sống của bệnh nhân. Cho nên là ở nước ngoài á, hầu như là tất cả những người cao tuổi đều được ký một cái cam kết về việc là tôi chấp nhận điều trị ở mức độ nào. Giả sử như tôi được phát hiện ở tình trạng này, tình trạng kia, nặng nề như thế này kia, tôi muốn được cấp cứu tối đa chẳng hạn. Hoặc là tôi không muốn được cấp cứu, có nhiều cụ thì tôi muốn đi về nhà. Đó là trong những cái cách thức khác nhau. Nhưng cháu nghĩ là các cụ nên chia sẻ với con cái về cái tâm nguyện của mình trước. Và nên biết rất nhiều trường hợp là mọi sự nó rất là bất ngờ, có một cái đợt bệnh xảy ra và con cái thì toàn quyền quyết định tình trạng sức khỏe của bố mẹ. Như thế là mình không được quyền có ý kiến là cũng không đúng lắm. Đây là mục tiêu cuối cùng của cái bài này, là mục tiêu về phòng các cái vấn đề về tâm lý xã hội. Thứ nhất là sàng lọc trầm cảm ở người cao tuổi thì bằng bộ test sàng lọc rất đơn giản, và mình nên tiến hành
Về khuyến khích người cao tuổi nuôi các con vật cưng, làm việc nhà, tham gia các công tác thiện nguyện và các câu lạc bộ khác nhau. Ở đây có ai nuôi con vật cưng ạ? Nuôi mèo, nuôi chó gì không ạ? Nuôi chim, nuôi cá, đúng không ạ? Khi mình có những cái sự gắn kết với các cái con vật nhỏ bé đấy thì nó sẽ làm tăng cái tính trách nhiệm của bản thân mình lên và tăng cái kết nối xã hội. Nhiều lúc mình cứ nghĩ rằng là các ông bà nghĩ rằng là phải ra ngoài đường, đúng không ạ? Phải nói chuyện với một ai đấy, đó mới là kết nối xã hội, chứ không phải. Cái việc mình chăm sóc cháu này, nuôi con vật cưng trong nhà này, vẫn tham gia làm việc nhà này, có thể là trong nhà có người giúp việc rồi, con cái đầu ăn rồi, nhưng mình ra mình dọn cơm, mình ăn cùng hoặc mình nói chuyện, tất cả những cái đấy đều là giúp cho cái việc phòng với các cái vấn đề tâm lý xã hội của mình. Những cái này sẽ giúp cho bệnh nhân duy trì cuộc sống có ích này, nâng cao giá trị của bản thân và giúp bệnh nhân tự tin, khỏe mạnh. Sự hỗ trợ của các nhân viên xã hội, đấy là sự hỗ trợ của các nhân viên xã hội đấy ạ. Tức là tổ chức những buổi nói chuyện như thế này cũng là một cách thức xã hội thể hiện rằng là xã hội mình đang rất là quan tâm đến sức khỏe, về tinh thần, về thể chất của các người cao tuổi. Đúng không ạ? Cháu hy vọng là những buổi nói chuyện của cháu sẽ có ích. Bởi vì rằng là quan điểm của cháu từ xưa nay là phòng và sẽ chắc chắn là sẽ hơn chữa. Nếu như mà mình có cái thái độ tiếp cận đúng ấy thì chắc chắn là mình sẽ giảm được cái nguy cơ mắc bệnh của mình rất là nhiều lần. Về tư vấn của các chuyên gia tâm lý trong những trường hợp cần thiết, cái này là phải nói rõ này. Ở Việt Nam mình ấy, cứ nghe đến chữ trầm cảm này, nghe đến chữ lo âu này, nghe đến chữ bệnh tâm lý này, là một cái gì đấy nó rất là nặng nề. Rất là ít khi mà ai có thể thoải mái nói với người khác là dạo này tôi rất là buồn chán, tôi có ý nghĩ là tự sát, tôi thấy tôi vô dụng chẳng hạn. Không ai nói, chỉ âm thầm đem những cái suy nghĩ đấy, tức là tích lũy ở trong lòng, cho đến một ngày là thực sự là kết liễu bản thân. Có rất là nhiều các bạn trẻ ấy, là va bấp, gặp những cái va bấp trong xã hội và cứ bị những cái vấn đề về tâm lý sẽ bị ảnh hưởng, sợ người khác biết, cho nên là không được chữa điều trị. Trong cái đấy thật ra điều trị trầm cảm nó rất là đơn giản. Một là sử dụng thuốc, hai là mình sẽ giải quyết những cái vấn đề mà làm gây ra cái ức chế đấy, mình sẽ tìm cách. Thì nếu như mà các ông các bà mà cảm thấy là đợt này mình bị mất ngủ chẳng hạn, hoặc là mình bị lo lắng cái vấn đề gì thái quá, hoặc mình hơi buồn chán hơn so bình thường, hãy đến với các chuyên gia tâm lý và hãy đi khám bác sĩ chuyên gia tâm thần. Tâm thần không phải là điên ạ, tâm thần là tất cả những bệnh lý liên quan đến sức khỏe tinh thần của mình, gọi là bác sĩ tâm thần. Và nếu như mình được điều trị sớm thì vô cùng là đơn giản. Chắc là hình ảnh hơi mờ, không biết cả ông bà có đoán ra không, đây là bóng hình mờ đấy là ai đấy ạ? Có ai đoán ra không ạ? Bác Hồ, chuẩn quá, chứng tỏ là thị lực của các cụ còn rất là tốt, khả năng phán đoán rất là cao và rất là linh hoạt. Và hầu như là không ai bị sa sút trí tuệ ở đây rồi. Ngài có vẻ là đây. Cụ sống một cuộc đời rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hăng say luyện tập, yêu thương cây cối, muôn hóa con người, trẻ em, thiếu nhi, chăm sóc cây cảnh và tham gia rất là nhiều các môn thể thao, giống như cháu khuyên các ông bà ấy ạ. Các môn thể thao, cụ tập tà này, cụ chơi bóng chuyền này, còn cụ, các ông bà có biết là cụ còn chơi thêm những môn thể thao nào nữa không? Bóng chuyền này, gì nữa ạ? Thái cực quyền, chính xác luôn, gì nữa ạ? Tập võ. Một trong những người lãnh đạo rất tuyệt vời của Việt Nam. Ông, cụ con nuôi cá. Làm việc cuộc đất, làm việc nhà, làm việc xây dựng tổ quốc bằng những hành động rất là thiết thực. Còn nữa, cụ còn có thể là chơi, theo như cháu biết là, cụ còn bơi lội, đúng không ạ? Thế nên là cụ còn bơi lội nữa. Tức là rất là nhiều các cái môn thể thao phối hợp. Và xin đây là hết bài đầu tiên. Xin cảm ơn sự lắng nghe của các ông bà. Còn cháu sẽ chia sẻ